quay lại với siro, ngắm siro tí, siro thèm ăn quá, cứ nhìn chăm chăm vào cái cốc này rồi. Đây, để cho mọi người nhìn ngắm siro tí. Để này, để mọi người còn nhìn vào mặt siro kìa. Siro cứ nhăm nhe vào cái chỗ đồ ăn này. Đây, phải có đồ nhự này. Đây, đó. Mọi người thấy chúng nó rất là hiểu chuyện, kể cả con poodle. Đây, mình là con nuôi con poodle. Tất nhiên là con poodle là mình nuôi là con poodle dạng nuôi chơi, nuôi nó 9 năm rồi. Bây giờ là thế rồi, nhưng mà bây giờ là nó 9 tuổi rồi đấy, nuôi nó từ 2013. À, 10 tuổi rồi đấy, không phải đơn giản đâu. Thế mà nhưng giống poodle là trong các cái danh sách gọi là được người ta đánh giá là những cái giống chó cun nhất, thì cái giống poodle nó được xếp thứ hai, mọi người nhé, trong tất cả các giống chó. Còn cái con rốt này nó xếp thứ 9 trong tất cả các giống chó. Đấy là người ta xếp hạng chung. Người ta xếp hạng chung là người ta xếp hạng là gồm rất nhiều yếu tố ở trong đấy, kể cả là cái sự thông minh mà khi mà đi săn, hay là cái sự thông minh khi mà gọi là thích nghi địa hình theo kiểu luồn lách này kia, theo kiểu như vậy. Tất cả người ta đều được tính toán, và người ta nhận định mấy trăm người, người ta cùng là những cái chuyên gia về chó, và người ta cùng đưa ra một cái nhận định, thì người ta mới đưa ra được cái bảng đấy theo kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà đấy là cái chung. Còn khi mà hiểu người mà có cái đáp lại, tức là hiểu người, con poodle thì nó cũng khôn lắm, nó hiểu lắm, nhưng mà cái khi mà nó có cái đáp lại mà để làm theo cái kiểu là để làm hài lòng chủ ấy, thì con rốt nó sẽ làm hài lòng chủ hơn là con poodle nhiều. Vì ấy, chúng nó cùng hiểu, nhưng mà cái sự đáp lại của chúng nó ở cái kiểu khác nhau. Con poodle kia thì cái giống chó nó tính nó như là một cái đứa trẻ con, nó hơi hiếu động và nó hơi nhõng nhẽo một tí theo kiểu như thế, và nó không quá chiều chủ, nó cũng chiều chủ nhưng mà nó ở một cái giả sử thang điểm 10 nó chiều chủ là 5 đi, thì cái con rốt này thang điểm 10 nó chiều chủ là 10 theo kiểu thế. Đó là cái sự khác biệt của nó. Tại sao mà đấy, người ta bây giờ người ta lại còn dùng cái con rốt này để người ta chữa bệnh tự kỷ, là vì nó hiểu rồi nhưng mà cái đáp lại của nó như thế nào. Và ai mà nuôi được những cái con chó rốt tốt, những cái con chuẩn về cái tính cách, về cái thông minh, thì mọi người sẽ hiểu mình nói, nó sẽ khác biệt hoàn toàn, nó có một cái sự chênh lệch rất lớn với các giống chó khác. Từ từ, để đây là để nhìn kìa, để cho mọi người nhìn siro tí kìa, chứ không thì siro có chịu nhìn vào máy quay đâu. Thế thì siro nhìn vào máy quay đi, nhìn vào máy quay một tí đi. Máy quay kia mà, chứ kìa điện thoại để xa kìa, nhìn vào máy quay một tí rồi ăn. Đây đồ ăn anh đang cầm đây rồi, nhưng phải tí nữa. Thế cho siro ăn rồi siro nhìn vào máy quay nhá. Đấy, rồi thả dáng đi nào, thả dáng thả dáng nào, nhìn máy quay thả dáng nhanh nhanh không hết giờ. Ui giời, nhìn thẳng vào máy quay cơ mà, máy quay đâu đấy, nhìn thẳng vào. Xong rồi tí nữa rồi ăn, chứ có siro có phải đói khát lắm đâu mà cứ thể hiện ra thế xấu hổ quá. Nhìn thẳng vào máy quay ấy chưa được, vẫn chưa thấy mắt siro nhìn thẳng vào đâu. Máy quay kia mà, nhìn thấy chưa, nhìn ánh mắt nhìn thẳng vào, nhìn thẳng vào đấy, nhìn thẳng vào máy quay xem nào. Rồi tí nữa rồi ăn, thả dáng một tí nào, thả tim tim. Ok, yêu đấy. Yêu đấy, tay anh là tay không mà, làm gì có gì đâu, thả tim thôi. Ok, đó. Còn có mấy con thôi, cho nó ăn mấy con gọi là cho nó vui mồm. Đó. Mọi người sẽ thấy là nó đẩy lên đây nha. Không, không nào, để yên đấy, cứ bỏ ra đây là để cất cái cốc đi chứ không. Chôm, để cất cốc chứ không phải để ăn. Tí nữa ăn phải anh đưa cho thì mới được ăn, không vẩn đó. Hôm nay siro tiện là hôm nay siro là nhìn thấy lông của siro là vẫn còn đang rụng nhiều lắm, nhưng mà nó vẫn độ bóng đấy. Thì mọi người đấy nhá, ai mà chưa biết thì
dùng cái chibi powder nhá, đảm bảo 100% lông bóng luôn, bóng mướt luôn, không nhận ra luôn. Sau 10 ngày 300.000 một hộp, cộng ship là 320, hai hộp là free ship đó. Mọi người mà cần thì mọi người cứ liên hệ qua cái số điện thoại của trại nhà mình. Chăm chó nó đơn giản lắm, nhất là với các con chó to thì chỉ cần đồ ăn có bổ sung thêm chibi là con chó nó khỏe, nó mướt lắm. Còn không biết không để siro chảy không. Vậy đó, không thể lúc mà anh không tập trung mà ăn vụng được. Đồ ăn thì để đấy rồi, nhưng mà đã bảo nó là anh phải cầm lên anh cho ăn thì anh ăn chứ đâu rồi làm gì có con nào khác ăn ngoài siro với lại Yumi. Con Yumi hôm nay là ăn nhiều rồi nhá, Yumi bé mà Yumi ăn như thế là quá nhiều đấy. À, hai miếng này sẽ là của không nào. Hai miếng này sẽ là của con siro, nhưng mà con siro nó hư này thì thôi rồi, vẫn còn một miếng nữa này. Thế siro không ăn nữa gì? Có ăn không? Lên đây, lên, không sờ vào miếng đấy, miếng đồ ăn để đấy rồi. Siro biết lỗi chưa? Tại sao anh đã nói là của siro nhưng mà chưa cho ăn thì không được ăn, mà tại sao siro này ăn? Siro này thèm quá thế à? Thèm cũng không được như thế. Được rồi, không phải nịnh hót. Lỗi này là lỗi nhẹ, nhưng mà bây giờ lớn rồi. Bây giờ nhá, anh nói với siro này, lúc trước là còn mẹ với còn bà thì siro này trẻ con nhá, thì siro là có thể là thế này thế kia được, nhưng bây giờ siro là người lớn rồi, bà với mẹ mất rồi ấy. Siro lớn nhất rồi, siro còn có con siro ở bên trại nữa kìa, là mình không thể theo cái kiểu như thế được nhá. Mình bây giờ là mình phải nói là mình phải nghe, chứ mình không theo kiểu là chơi theo kiểu của bọn trẻ con cái lúc bé được đâu. Lúc trước là mình bé nhất nhà mình chơi như thế được, nhưng bây giờ mình lớn rồi, bây giờ mình là người lớn mà, mình còn có con mình nữa cơ mà. Thế mình làm thế con mình nó học theo thì làm sao? Đấy, miếng đồ ăn là vẫn còn đấy, nhưng hai miếng là siro ăn một miếng đấy. Hai miếng này là để cho siro ăn hết chứ làm gì con Yumi nó không ăn nữa. Con Yumi nó bé nó ăn thế quá nhiều, cái này là để cho siro chứ làm gì con Yumi, làm gì có phần ở đây nữa. Thế mà siro còn dám cắp một miếng đi ăn trước, thèm quá vậy. Đây vẫn còn một miếng đây, từ từ. Cái miếng này lẽ ra nhá là cho siro nhá, nhưng mà bây giờ thì siro, theo siro thì con nên cho con Yumi không? Lẽ ra là siro được ăn cả nhá, nhưng vì siro là vừa siro đã gắp trộm miếng rồi nên là này phải chia cho con Yumi một tí. Yumi ăn như thế là hơi nhiều đấy, vì Yumi bé tí mà Yumi ăn gần như là bằng siro. Một con 40 cân mà ăn bằng một con 4 cân thì con 4 cân tức là nó đã ăn gấp 10 lần, ăn quá nhiều nhá Yumi nhá. Ok, siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo. Thả tim, ngồi yên đấy nhá, ngồi yên đấy một tí để chờ anh tắt, ngồi yên đấy nhá. Thể hiện một cái nụ cười thật tươi xem nào. Sau khi đã ăn xong, nụ cười đâu, mãn nguyện đi, mãn nguyện thế hả? Mãn nguyện cơ mà. Siro cười làm sao cho nó nhìn nó mãn nguyện vào xem nào. Cả con Yumi nữa. Nào nhìn vào đây, nhìn thẳng vào máy quay. Đúng rồi, nở nụ cười, ánh mắt nhìn vào máy quay nào. Rồi, ok, xinh rồi đấy. Ok, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo.